chương một con quỷ biển xuất hiện bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com một đêm hè ngột ngạt ở argentina bầu trời đen sẫm lấp lánh ánh sao con tàu medusa lặng lẽ thả neo tiếng sóng biển rì rào tiếng đồ nghề va chạm vẫn không phá vỡ được cảnh tĩnh mịch của đêm khuya hình như biển cả đang chìm trong một giấc ngủ say những người phu mò ngọc nằm ngủ say trên bông tàu trong những ngày hè oi bức này Họ làm lụng mệt đến nỗi khi xong công việc thì không còn đủ sức để kéo thuyền lên bông tàu nữa. Và cũng chưa có hiện tượng nào báo hiệu thời tiết khó chịu này sẽ thay đổi. Chiếc thang dùng leo lên cột buồm vẫn ngã nghiêng, dây buồm buông trùng rung rẩy trong làn gió biển đang thổi từng cơn nhẹ nhẹ. Cả khoảng trống giữa mũi và đuôi tàu ngổn ngang những đống trai có ngọc, những mảnh san hô, dây thừng và những cái thùng rỗng. Gần cột buồm có một cái thùng to đựng nước ngọt và một cái gáo sắt có dây buộc. Nước đổ ra xung quanh thùng tạo thành một vũng màu đen, thỉnh thoảng có một vài người thợ lặng nhõm dậy, đi loạn choạng về phía cái thùng. Họ múc nước uống mà mắt vẫn nhắm nghiêng, rồi gục xuống ngủ ngay ở bất cứ chỗ nào. Những người thợ lặng luôn cảm thấy khát nước. Buổi sáng, họ không dám ăn trước khi đi làm vì sợ nguy hiểm. Công việc dưới nước đòi hỏi phải chịu một áp lực rất cao, do vậy họ phải chịu nhịn đói đến chiều và chỉ có thể ăn trước khi đi ngủ hơn nửa thức ăn của họ chỉ toàn là thịt bò muối mặn đêm nay đến phiên gác của bác thổ dân banta bác là cánh tay phải đắc lực nhất của thuyền trưởng petro juritas chủ con tàu medusa lúc trẻ banta là một phu mò ngọc nổi tiếng bác có thể lặn sâu hơn gấp đôi người khác bác ta thường nói với các thợ lặn trẻ chắc các anh thắc mắc vì sao tôi lại lặn được sâu như vậy chỉ vì ngày ấy người ta biết cách dạy từ khi người học nghề còn rất nhỏ năm tôi 10 tuổi, cha tôi đã đem tôi đến học nghệ ở nhà ông Hô Sơ. Còn cách dạy thì thật đơn giản, ông ta ném một hòn đá hay một vỏ ốc xuống nước rồi ra lệnh cho chúng tôi lặn xuống mò lên. Chỗ ném ngày càng sâu hơn. Không mò lên được là ông ấy lấy dây thừng quất rồi quăng chúng tôi xuống nước, vì thế mà chúng tôi biết lặn. Sau đó, ông ta bắt đầu dạy chúng tôi lặn sâu hơn. Ông lão lặn xuống tận đáy biển rồi buộc một cái sọt hay hay một tấm lướt vào neo bọn tôi phải lặn xuống và gỡ ra. Chưa gỡ được thì đừng ngoi lên, vì ngoi lên là bị ăn đòn ngay. Chúng tôi bị đòn nhiều tử. Nhiều đứa phải trốn đi vì không chịu nổi. Nhưng còn tôi thì trở thành thợ lặn giỏi nhất vùng và kiếm ăn được. Ban ta mở một cửa hàng nhỏ ở Buenos Aires buôn bán ngọc trai, san hồ, vỏ ốc và những hải sản quý khác. Nhưng ở trên cạn hoài cũng buồn, do vậy thỉnh thoảng bác ta lại theo tàu đi mò ngọc trai các chủ tàu rất quý bác, vì không ai am hiểu vịnh La Plata, vùng ven bờ và những chỗ có nhiều ngọc trai như ban ta. Còn nhóm thợ lặng thì kính nể vì tài năng của bác. Nhưng hơn thế nữa vì ban ta biết cách làm vừa lòng mọi người, ban ta ngồi trên một cái thùng nhỏ và chậm rãi hút xì gà. Ánh sáng của chiếc đèn treo trên cột bùm rọi vào mặt bác, một khuôn mặt dài, gần guốc, sống mũi thẳng, đôi mắt to và đẹp, khuôn mặt của người da đỏ bộ lạc Araucan mí mắt bác ta thiêu thiêu ngủ. Nhưng chỉ có con mắt là nhắm, còn đôi tai vẫn tỉnh táo. Gió đưa mùi trai thối từ bờ ra. Ngửi mùi này, người không quen rất dễ buồn nôn, nhưng ban ta lại hít vào một cách khoan khoái. Đối với bác, mùi trai thối gợi lại những niềm vui của cuộc đời tự do phóng túng và những nỗi hiểm nguy ngoài biển cả. Ban ta vừa thiêu thiêu ngủ. Điếu xì gà vừa rơi khỏi tay, đầu bác ta gục xuống ngực, nhưng một tiếng vang từ biển khơi đập vào tai bác. Ban ta mở mắt, hình như có tiếng tù và, sau đó lại có tiếng hú kéo dài và cao vút, những tiếng động này có một cái gì mới lạ lắm, bác chưa từng nghe bao giờ. Ban ta đứng dậy, bước ra mạng tàu và đưa mắt nhìn kỹ mặt biển. Không một bóng người và im lặng. Ban ta lấy chân đẩy một người thợ lặng đang nằm trên bông, khi anh này nhõm dậy bác khẽ hỏi: có nghe thấy tiếng hú không? chắc là nó xuất hiện đấy. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Người thợ quỳ gối lắng nghe và khẽ đáp lại, tiếng tù và và tiếng hú lại đột nhiên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nghe tiếng đó, người thợ lặng bỗng sụp xuống. Đúng là nó rồi. Anh nói với giọng run rẩy và hoảng sợ, đám thợ lặng đã tỉnh giấc. Họ lê tới chỗ có ánh đèn, dường như muốn tìm sự che chở trong những tia sáng vàng vọt của nó họ ngồi chen chúc nhau và lắng nghe với vẻ mặt căng thẳng tiếng tù và và tiếng người hú từ xa còn vọng lại một lần nữa sau đó mất hẳn nó đấy con quỷ biển họ thì thào chúng ta không thể ở lại đây được cá mập cũng không đáng sợ bằng gọi chủ tàu ra đây anh em ơi chủ tàu bước lên bông vừa đi vừa ngáp và vuốt đám lông trên ngực hắn ở trần trên người chỉ có một chiếc quần dài bằng vải thô bao súng lục đeo trước chiếc thắt lưng da to bản. Yuritas đi về phía đám thợ lặng. Anh đèn bảo soi rõ bộ mặt màu đồng hung vì rám nắng, bộ tóc quăng và dày xõa xuống trán, lông mày đen, ria mép rậm, râu cầm ngắn đã đốm bạc của hắn. Chuyện gì mà ồn ào vậy, giọng nói bình tĩnh và điệu bộ tự tin của hắn làm cho đám thợ lặng yên tâm hơn. Họ định dành nhau nói, nhưng Banta đã bảo họ im lặng rồi trả lời Yuritas, chúng tôi nghe tiếng con quỷ biển thật khéo tưởng tượng yuritas nói với giọng còn ngái ngủ không phải tưởng tượng đâu tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng hú và tiếng tù và đám thợ lặng kêu lên banta lại ra hiệu cho họ im lặng rồi nói tiếp chính tôi cũng nghe chỉ có con quỷ biển mới có thể thổi tù và như vậy người thường thì không ai thổi tù và và hú như thế đâu phải đi khỏi nơi này ngay ông ạ à, chuyện hoang đường giọng Yuritas vẫn quể ỏ ai. Hắn chưa muốn nhổ neo vội nhưng không thuyết phục nổi đám thợ lặng. Họ bồn chồn, kêu la và dọa rằng nếu Yuritas không nghe, họ sẽ bỏ lên bờ và đi bộ về Buenos Aires. Thôi được, sáng sớm mai sẽ nhổ neo. Yuritas trở về phòng riêng, miệng vẫn lầu bầu, hắn không còn buồn ngủ nữa. Hắn thắp đèn, châm lửa hút một điếu xì gà và đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, suy nghĩ đến con quái vật gần đây xuất hiện ở vùng biển này làm dân địa phương khiếp sợ, chưa ai nhìn thấy con quái vật đó, nhưng nó đã nhiều lần để lại dấu vết của mình. Người ta đã theo dệt rất nhiều chuyện nói về nó. Nhưng khi kể chuyện, mọi người chỉ dám thì thầm vì sợ nó nghe thấy, tất cả những lời đồn đại đó đều bay tới thủ đô Buenos Aires. Và trong suốt mấy tuần lễ, con quỷ biển là chủ đề của nhiều tờ báo rẻ tiền. Nếu có một chiếc thuyền nào bị đắm, hay lưới bị hỏng, nếu cá đã mắc vào lưới mà tự nhiên biến mất, người ta liền quy tội cho con quỷ biển. Nhưng có người lại kể rằng đôi lúc con quỷ biển lại quăng lên thuyền những on cá lớn và có lần đã cứu được một người sắp chết đuối. Thậm chí rằng một người gặp nạn còn quả quyết rằng khi anh ta đang chìm thì có ai đó đỡ lưng anh ta dìu vào tận bờ, rồi trong chớp mắt biến mất lẫn vào sóng biển, nhưng chưa ai tận mắt nhìn thấy con quỷ biển cả. Không ai có thể miêu tả hình dung con quái vật đó nhưng nỗi lo âu ngày càng tăng nhiều người không dám ra khơi nữa dân chúng thiếu cá ăn lúc này chính quyền địa phương mới quyết định điều tra sự việc họ phái mấy chiếc tàu của cảnh sát tuần tra dọc bờ và có nhiệm vụ bắt giữ những kẻ phá rối trật tự trị an và làm dân chúng khiếp sợ hai tuần liền cảnh sát sục sạo ở vịnh la plata và bờ biển bắt giữ mấy thổ dân về tội phao tin đồn nhảm gây hoang mang nhưng vẫn không bắt được con quỷ biển sau đó tình hình có khá hơn trong một thời gian nhưng con quỷ biển vẫn tiếp tục xuất hiện một hôm giữa đêm khuya đám dân chài đang ngủ giữa biển chợt giật mình thức giấc vì thấy ai đó đã quẳng một chú dê con lên thuyền một đám dân chài khác vừa kéo lưới lên thì thấy nó bị cắt tung bởi một lưỡi dao thật sắc các phóng viên vui mừng khi thấy con quỷ biển lại xuất hiện các nhà khoa học cũng lao vào nghiên cứu để giải thích được vấn đề này một số nhà bác học cho rằng dưới đại dương không thể có một loại quái vật nào hành động được như người mà khoa học chưa biết trừ trường hợp nó xuất hiện ở độ sâu ít được nghiên cứu và dù thế nào đi nữa họ cũng không thừa nhận rằng quái vật có thể tin khôn như người một số khác dựa vào nhà sinh vật học người đức tên là conrad heckner người đã miêu tả quỷ biển trong tác phẩm của mình một số nhà bác học cao tuổi viết cuối cùng ta cũng chứng minh được nhiều vấn đề mà các học giả cổ và trung đại viết là đúng Mặc dù khoa học hiện đại không thừa nhận những luận thuyết lỗi thời ấy, sự sáng tạo của thượng đế là vô tận và hơn ai hết, các nhà bác học chúng ta cần phải khiêm tốn và thận trọng trong những kết luận của cá nhân, cuối cùng, để giải quyết cuộc tranh luận này ta đề cử ra một đoàn nghiên cứu. Đoàn nghiên cứu này cũng không may mắn gặp được con quỷ biển, nhưng họ lại tìm hiểu được thêm nhiều hành động mới của nó. Trong các báo cáo đăng trên báo, đoàn nghiên cứu khoa học viết một ở một số nơi trên bãi cát ven biển, chúng tôi thấy dấu chân người nhưng hẹp hơn về chiều ngang. Những dấu chân đó từ biển vào rồi lại trở ra. Tuy vậy, đó có thể là dấu chân của một người từ biển vào bằng thuyền, hai. Những tấm lưới chúng tôi được xem có thể đã bị một vật rất sắc cắt đứt. Có thể là lưới đã bị mắc vào mỏm đá ngầm hay những mảnh sắt của tàu thuyền bị đắm, ba. Theo lời kể của những nhân chứng, một con cá heo bị bão xô dạt vào bờ khá xa, nhưng đêm hôm đó có người đã kéo nó xuống biển người ta đã phát hiện ra vết chân có móng dài chắc hẳn đã có một người đánh cá nhân từ nào đó cứu sống con cá ta đều biết là để trả ơn dân chài thường cứu cá heo khi chúng gặp nạn vết móng chân có thể là vết móng tay người được tưởng tượng thêm ra mà thôi bốn con dê có thể do một kẻ tinh nghịch chở đến bằng thuyền và chở sang thuyền khác các nhà khoa học còn tìm thêm được những nguyên nhân khác cũng đơn giản như thế đã giải thích nguồn gốc những dấu vết do con quỷ để lại họ kết luận rằng không một quái vật nào ở biển cả có thể có những hành động phức tạp như vậy nhưng trong báo cáo các nhà khoa học đã lờ đi không đá động đến điều chủ yếu đó là con quỷ biển đã hoạt động ở nhiều nơi cách xa nhau trong một thời gian ngắn vậy là có thể nó bơi được với tốc độ phi thường hay có một phương tiện gì đặc biệt hoặc là không chỉ có một con quỷ mà cả một bầy quỷ. Rõ ràng vấn đề này càng trở nên khó hiểu và đáng sợ hơn, Yuritas vừa đi lại trong phòng vừa nhớ lại câu chuyện bí hiểm đó. Hắn mãi suy nghĩ đến nỗi quên là trời đã hửng sáng. Hắn tắt đèn rồi đi rửa mặt. Yuritas đang dội nước lên đầu, bỗng nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng từ bông tàu đưa tới. Hắn vội chạy lên, đám thợ lặng đứng yên trên bông tàu vừa vung tay vừa kêu la in ỏi. Yuritas nhìn xuống biển và thấy các chiếc thuyền dưới nước đã bị cắt rời khỏi tàu. Gió đêm đã đẩy chúng ra tít ngoài khơi. Bây giờ gió đổi chiều lại từ từ đưa chúng vào bờ. Yuritas ra lệnh cho thợ lặng nhảy xuống nước kéo thuyền về. Nhưng chẳng ai dám rời khỏi bông tàu. Hắn ra lệnh lần thứ hai có người trả lời. Ông có giỏi thì cứ súng mà chiêu vào miệng quỷ, Yuritas nắm lấy bao súng ngắn. Đám thợ lặng lùi lại và tập trung ở cột buồng. Họ nhìn Yuritas một cách hận thù, có lẽ khó tránh khỏi một cuộc xung đột. Nhưng Banta đã kịp thời can ngăn, bác nói. Người Arau cân chẳng sợ con gì cả. Cá mập đã không nuốt trôi được lão già này thì con quỷ cũng chẳng làm gì nổi. Nói xong, Banta lao mình xuống nước và bơi về phía chiếc thuyền. Đám thợ lặn đứng trên bông giỏi theo Banta mà lòng hoảng sợ. Mặc dù đã có tuổi và bị đau một chân, bác vẫn bơi rất giỏi chỉ mấy sải tay là bác đã bơi đến sát chiếc thuyền. Bác kêu lên. Thừng bị dao cắt rất gọn. Dao này sắc tự dao cạo râu, thấy ban ta bình yên vô sự, mấy người thợ lặng cũng nhảy xuống theo bác, mặt trời mới lên mà đã oi bức. Bầu trời trong xanh không mộ gợn mây. Theo lời khuyên của ban ta, tàu Medusa thả neo trong một vịnh nhỏ. Những chiếc thuyền nhỏ tản ra trong vịnh. Mỗi thuyền có hai người, một người lặng một người kéo dây sau đó họ đổi phiên cho nhau, một chiếc thuyền tiến sát vào bờ. Một người thợ lặng chân quặp một tảng đá to buộc vào một đầu dây, hụt nhanh xuống đáy biển. Nước rất ấm và trong suốt, nhìn thấy rất rõ từng viên đá dưới đáy, người thợ lặng xuống tới đáy và nhặt trai vào cái rọ đeo ở thắt lưng. Anh bạn trên thuyền cầm một đầu dây, không mình qua mạng thuyền và nhìn xuống đáy nước. Anh ta bỗng thấy người bạn đang lặng rướng lên hết sức nhanh, tay vẫy vùng rồi nắm lấy dây thừng giật mạnh đến nỗi suýt kéo anh ta ngã nhào xuống nước. Thuyền trong tranh. Anh vội kéo bạn lên thuyền. Người bạn há miệng thở hồng hộc, mắt trợn trồng, khuôn mặt vốn ngâm đen nay trở thành xám ngoét. Cá mập à, nhưng người bạn không thể trả lời được và ngã vật xuống thuyền. Anh nhìn xuống nước. Rõ ràng có chuyện bất thường xảy ra. Anh ta bỗng thấy một thứ giống như khói màu đỏ sẫm xuất hiện từ sau một tảng đá ngầm, rồi từ từ lan ra nhuộm nước biển thành màu hồng lúc ấy lại xuất hiện xác một con cá mập từ từ quay lại và biến mất sau mỏm đá đám khói màu đỏ sẫm kia chỉ có thể là máu phun ra dưới đáy biển chuyện gì đã xảy ra vậy anh ta nhìn người bạn đang nằm sóng xoài miệng thở hồng hộc với đôi mắt ngay dại nhìn lên trời anh ta vội chèo thuyền đưa bạn mình về tàu medusa một lát sau người thợ lặng tỉnh lại nhưng anh ta bỗng kêu rống lên lắc lắc đầu thở phì phì, môi trề ra. Đám thợ lặng trên tàu xung quanh và nóng lòng chờ người bạn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Một anh trẻ tuổi lây người bị nạn và hét to. Cậu nói đi. Nếu cậu không muốn cho cái hồn ví nhút nhát của cậu lìa khỏi xác, người bị nạn quay đầu lại và nói giọng khàn kha. Gặp quỷ biển. Thế thì nói đi, nói ngay đi. Đám thợ lặng sốt ruột cùng kêu lên. Có một con cá mập đang lao tới. Mình nghĩ nùng thôi đứt rồi. Nó há miệng và sắp nuốt chửng mình. Nhưng lại có. Cá mập nữa à, không, con quỷ biển. Nó thế nào? Nó có đầu không? Có. Hai mắt to như hai cái cốc. Đã có mắt thì phải có đầu. Anh thổ dân trẻ tuổi khẳng định. Nó có tay không? Có. Tay nó như chân nhái. Ngón dài màu xanh, có móng và có màng toàn thân nó óng ánh như có vảy bạc. Nó lao về phía con cá mực, giơ tay lên đâm. Phật. Thế là máu ở bụng cá phun ra. Vậy chân nó ra sao? Chân à, anh thợ lặng cố nhớ lại. Hoàn toàn không có chân mà chỉ có một cái đuôi thật lớn. Vậy cậu sợ cá mập hay sợ quái vật? Sợ quái vật hơn, mặc dù nó cứu mình thoát chết. Anh thợ lặng trả lời không chút lưỡng lự. Chính là nó con quỷ biển đấy. Thần biển đến giúp người nghèo khổ đấy. Bác thổ dân đính chính, sự việc vừa xảy ra truyền đi rất nhanh. Đám thợ lặng vội trở về tàu ngay và kéo thuyền lên bông. Mọi người xung quanh anh thợ lặng vừa được con quỷ biển cứu mạng. Anh ta kể đi kể lại câu huyện và thêm dần những chi tiết mới. Thuyền trưởng Yuritas vừa đi lại trên bông vừa lắng nghe câu chuyện anh thợ lặng càng kể say sưa thì Yuritas càng thấy rõ là tất cả những điều đó do anh ta quá khiếp sợ ma tưởng tượng thêm ra. Nhưng không phải là bịa đặt tất cả. Phải có người đâm con cá mập thì nước biển mới loan đỏ chứ. Tên da đỏ này nói láo nhưng vẫn có một, hai phần thật. Chuyện này lạ quá. Đến đây, những ý nghĩ của Yuritas bị cắt ngang bởi tiếng tù và từ sau mỏm đá vọng lại tiếng tù và làm thủy thủ tàu Medusa kinh hoàng như một tiếng sét. Họ hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng động, gần mỏm đá có một đàn cá heo đang nô đùa trên mặt biển. Một con tách ra khỏi đàn, vừa phun phì phì tự như trả lời tiếng tù và gọi, vừa bơi về hướng mỏm đá rồi khuất hẳn. Mấy giây sau mọi người bỗng thấy con cá heo từ trong mỏm đá bơi ra, trên lưng nó là con quỷ biển mà người thợ lặng kia vừa kể. Con quái vật này hình người, Hai mắt to long lanh trong ánh nắng mặt trời như hai đèn pha xe hơi. Da ánh lên một màu trắng bạc, bàn tay màu xanh thẳm và có màng giống như bàn chân nhái. Hai chân từ đầu gối xuống chìm dưới nước nên không rõ tận cùng bằng đuôi cá hay chân người. Quái vật cầm trong tay một vỏ ốc dài đưa lên miệng thổi, nó cất tiếng cười rồi bỗng nói to rất rõ bằng tiếng Tây Ban Nha. Ly bơi nhanh lên, phía trước. Quái vật lấy tay vỗ xuống lưng của con cá heo. Ly Điên liền tăng tốc độ như một con tuấn mã, đám thợ bất giác cùng kêu lên. Quái vật quay mình lại và khi nhìn thấy người bèn tụt xuống nước thật nhanh. Từ phía sau lưng con ca heo, người ta thấy một bàn tay màu xanh vỗ vỗ vào lưng nó. Con cá ngoan ngoãn lặn xuống cùng với con quái vật rồi khuất hẳn sau mỏm đá ngầm. Sự việc kỳ lạ đó diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng người xem thì mãi vẫn chưa hết đàng hoàng. Đám thợ lặn tay ông đầu kêu la chạy đi chạy lại trên bông tàu người da đỏ già quỳ xuống và cầu xin thần biển rủ lòng thương. Một người Mexico sợ quá đến nỗi trèo lên cột buồn và kêu ầm ý lên. Thợ lặng người da đen thì trốn xuống hầm tàu, Yuritas và Banta chật vật lắm mới lật lại được trật tự trên tàu. Chiếc Medusa nhổ neo và hướng về phía bắc. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.